Lợn gà kêu anh ấy. Chúng mày ra đây tao bảo. Ăn thịt là điều ạ? À? Không. Thế là gì? Thế là gì? Hả? Ăn thịt là điều ạ? À? Không. Thằng kia đâu? Thằng chồng. Ngồi xuống. Đây. Xin thưa với các bác là đợt này lên bản thất bại luôn vì trời nó mưa suốt một tuần nay rồi, cực kỳ buồn, chả có cái trò gì chơi cả. Thành ra là bọn này nó chỉ có le ve ở trong bản thôi. Thằng Tiến còn đi ăn quả gì? Quả giấy. Ăn quả giấy mít á? Không chát à? Chấm muối à? Thế còn bọn tôi có mang lên một món để dành là bảo mang ra ngoài suối nướng các bác ạ. Nhưng mà tình hình này không ổn thế nào. Món đấy là món mà tôi rất kỳ vọng khi mang ra suối nướng sẽ tạo được cái sự thú vị cho các bác. Nhưng mà không được, ví dụ như nọ trước có cái món thịt đà điểu thì cũng đã cho gác bếp mất rồi. Chưa được ăn. Còn một món nữa là chạy lên gác lấy đây. Chưa được ăn mà giờ được ăn. Nhanh lên, khẩn trương. Trời ơi các bác, nhìn xem. Anh Thêm, nếu cái này ăn thì sướng như một cái một cân. Nhặt ở bờ suối thôi mà. Thế nào, ăn được hết một cái này không? Mày ăn hết một có. Cái không? Có. Mày ăn hết một cái không Giang? Có. Thế tao nhịn à? Vâng. Bọn này đều nhỉ. Chị nửa ra có bốn người thì chị cắt nửa thôi. Thế bác Thêm đứng nhìn chúng mày ăn à? Chị cắt thành miếng bé. Chia nhau mỗi người một phần thôi. Đấy, chia nhau với thằng một khúc thì thôi các bác nhỉ. Nhưng mà đây, quay lại đây các bác ạ. Ui. Đấy, lên bên mặt của mình. Xin lỗi các bác là gà vịt ngoài kia kêu nhiều lắm. Mà tôi ngồi chỗ này nói nó hơi ồn một tí. Thì hai cái xúc xích to khổng lồ này là tôi định mang ra suối nướng cho các cháu ăn xong rồi tắm suối, nhưng mà nó không ổn các bạn, nó mưa quá. Thì thôi bây giờ nướng ở nhà nhá, nướng ở nhà cho nó nhanh nhá. Vâng. Đi lấy cái que kia về đây, thằng trên gác có một cái que. Ở bên cạnh kia có một cái que tiến ra cái bao thóc ấy. Lấy cái que về đây, chú vót sẵn rồi đấy. Trên gác có một que đấy. Ra nướng cái này các bác nhá. Tiến lên lấy kéo về đây. Đấy, tôi làm cái que như thế này để tí nữa mình nướng xích các bác ạ. Cho nó lấy kéo về đi. Nào, mang kéo về đây đây, mang kéo về đây cắt cái xúc xích ra. Các bác đã từng ăn cái xúc xích to này bao giờ chưa? Hôm trước tôi đi vào siêu thị thấy một phát là thích luôn. Mua luôn mang và mang cái này mang đến bản mà ra suối nướng thì phê lắm đấy. Trẻ con cho mỗi đứa một cái hoặc là nửa cái. Nhưng mà kế hoạch hoàn toàn thất bại các bác ạ, các bác thông cảm nhá. Thôi thì nướng ở nhà ăn cho nó đỡ bị ướt. Ra suối thì ướt hết. Kéo đây rồi. Đây. Ui. Ôi. Cái gì đấy, chúng mày thì thầm cái gì đấy? Bù láo. Đây các bác ơi. Xúc xích nó to như thế này. Ui dồi ôi. Để bây giờ tôi không tháo ra đây nhá. Đây này, tháo ra một đoạn cho các bác nhìn thế này. To chưa? Cái này tôi thấy ghi ở trên nhãn này gọi là xúc xích tỏi hun khói các bác ạ. To lắm. Nào đưa cho chú cái que nào, để chú chọc một phát. Nào lui ra Tiến, có chọc vào mắt. Nào để tôi cắm vào các bác nha. Lui ra đi Tiến, chọc vào mắt đi Tiến à. Cái này tôi phải vót một cái que to này các bác này. Đâm thế này. Ui giời. Lui ra. Chúng mày lui ra đi, vào mắt đấy. Ui. Ui. Ôi. Từ từ nhá. Ui. 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 Được rồi các bác ơi. Ui. Ác thật đấy. Trông giống thịt kìa. Nhìn này, được một cái rồi. Này Tiến cầm đi, còn một cái nữa. Giang Tiến cầm đây. Ui. Đây còn cái này nữa các bác ạ. Cái này chắc là lúc sản xuất người ta cắt lỗi rồi này. Chọc luôn. Một phát nữa. Cái này mềm hơn hay là que mình vót nhọn hơn? Ui. Bà Hiền thấy cái này ác không bà Hiền? Chưa thấy bao giờ á? À? Cháu đã thấy bao giờ đâu? To quá. Rồi, hai cái. Mang đây. Mang đây xem nào. Bác nhìn ác chưa? Hai cái xúc xích to vịt to ạc nha. Bây giờ mình mang đi nướng nhá, xem là so mặt từng thằng như nào. Đây là chúng mày thử đứng cạnh như nào.
không? Dơ mặt tôi cạnh như nào? Thấy có ác không? Cắn luôn bây giờ. Sao hai đứa chúng mày, ba đứa chúng mày nhìn thấy có thích không? Có. Có thích ăn luôn không? Có. Muốn ăn đợt chứ tên. Ăn luôn này, thôi mang cái kia nướng, mang cái bếp đi, chú nướng cho. Muốn lấy cái này to chưa các bác, hai que. Như củ sắn nhỉ. Sắn 2 3 năm nó mới to này đấy. Ơi. Muốn lấy cái này đợt chứ tên. Đi đây ra kia bếp đi. Tôi phải đặt một cái vỉ ra thế này các bác nhá, cho nó dễ. Không có là nó không đặt lên được đâu. Đưa xem nào. Một cái xúc xích đầu tiên này các bác này. Nhìn ác thế. Cái kia nữa. Này, các bác nhìn đi. Đừng có cho lửa to quá, cháy đấy. Xúc xích nó to quá các bác, là hơn một gang, thành ra nướng có vẻ là hơi khó. Cố gắng không để lửa cháy vào, không ăn được đâu. Cho lửa cháy bé bé thôi. Nhìn khiếp quá hai cái này. Mỗi cái một cân mà. Xoay liên tục. Thằng Giang tiến rồi. Chạy đâu rồi Giang ơi? Chúng mày Giang ngồi nướng đi. Bố ơi. Ơi. Bố nghĩ con nó có lâu chín được ạ? Lâu đấy, cái này lâu chín đấy. Cứ để thế này nha. Một tiếng. Không đến một tiếng đâu. Cái này nó chín rồi, mình chỉ làm nó nóng lại thôi mà. Nhưng mà cũng lâu lâu đấy. Nó chín rồi à bố? Cái này bản thân nó chín rồi cơ mà cu. Thế ăn bây giờ luôn ạ? Ăn được rồi nhưng nó lạnh. Thế nào Tiến, thấy xúc xích quả hôm nay vĩ đại không? Vĩ đại. So với mấy quả hôm nọ thế nào? To. To. Hôm nọ mắt mũi nhỉ? Vâng. Hôm nay mới khiếp chứ. To, mấy cháu sẽ lấy cái này đập vào đầu chút tân. Mày đập tao cắn hết luôn. Không đập được. Cái này thấy ghi đây là xúc xích tỏi sông khói các bác ạ. Đây này. Xúc xích tỏi sông khói. Thằng nào lúc mình mở ra thấy nó có mùi hơi tỏi tỏi một tí mà. Đây, trọng lượng thì là 1 kg cho một cái này, tức là hai cái kia, chỗ kia là 2 cân đấy các bác nhá. 2 cân thì ăn dã man tàn bạo rồi. Cứ tí là xoay một tí. Đánh vật với hai cái xúc xích các bác ạ. Nặng mà. Tiến hôm nay là được nhìn thấy quả xúc xích này, kể ra mình được nướng ở bờ suối thì sướng Tiến nhỉ. Nhìn được chưa các bác? Gần ổn rồi đấy nhỉ, nóng lắm, ngon. Đang Tiến thì xoay đều như của chú thế này, của chú ổn thế này cơ mà mày. Đấy, của người ta nướng đẹp thế này mà thằng Tiến nướng chưa chuẩn. Đánh vật với cái xúc xích các bác ạ, đúng thật nhỉ. Khó nhỉ, khó nướng nhỉ. Đấy, Giang mà nướng nốt cho bố đi. Có thấy nướng khó không? Có. Nặng quá à? Như vật đang vật đấy. Sao ấy Tiến? Nó phồng ra. Phồng lên cho bớt lửa nhỏ đi. Rút bớt lửa ra, không có cháy hết đấy. Mình chỉ có đứng xem các bác nhá, kệ cho nó hai cho nó tự nướng với nhau nhá. Thỉnh thoảng mình chỉ đạo nghệ thuật tí thôi. Má đi. Tôi vẫn phải ngồi giúp một tí các bác ạ, bởi vì là có những cái đầu của nó ấy, nó không chín, mình phải xoay liên tục từ dưới lên trên các bác ạ, nó mới nóng đều. Người mua ra thơm chưa? Thằng này chưa ăn được đâu, tí nữa khi nào nó phải nở căng ra các bác ạ.
Căng như kiểu giờ nó bắt đầu nó đã căng căng rồi mà. Các bác nhìn rõ chưa? Cho nét tí xem nào. Ừ, không nét à? Trời xấu thế. Đấy, bây giờ bắt đầu nó đã nở căng căng ra thế này rồi. Chỉ còn cái phần đầu thôi. Thì mình cứ xoay các bác nhá. Nhìn đẹp phết rồi. Chị Trăn vừa đi qua bảo cái này ăn hết được gà to này thì. Hết được chứ. Hết được không? Hết được. Mỗi người một cái. Một cân đã đến năm rồi. Cần hai cái chắc rồi. Tiến ơi, mang một cái của Tiến ra đây xem nào, xem kiểm tra xem chín chưa, chắc là chín rồi đấy. Giang xách cái đây, nặng quá à. Ui giời. Đây các bác, cái này là cái của thằng Tiến, nó vừa nay nó nướng cái này. Nhìn đẹp chưa, bây giờ ổn rồi đấy nhỉ, chuẩn bị chén thôi nhỉ. Cái này chén được rồi. Còn cái kia thì hôm nay bọn tôi sẽ ăn thế này các bác nhá. Một cái này thì là cho ba đứa trẻ con nó ngọt 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 này luôn nhá. Còn một cái kia để dành người lớn các bác nhá. Cái này là tí nữa cho ba đứa trẻ con nó ngồi nó ngủ luôn. Nhưng mà đợi tí nữa, tạnh mưa đã. Đang mưa ổn quá. Nướng tiếp một tí nữa cho nó nóng nóng, đặt cạnh thôi Tiến ạ. Cho nó nở căng ra. Đứng đi. Thằng này đứng đây. Ngồi xuống. Biết đây là ai không? Là ai? Là ông gì? Ông gì? Ông Tân. Ông Tân à? Đúng không? Ừ. Đúng, phải gọi bằng ông Tân nhớ chưa? Ừ. Ừ. Là kia đợi chơi các anh ăn. Trẻ con. Sao lại phải gọi em nữa? Gọi bố bằng ông chứ, gọi con bằng chú đấy. Gọi Giang bằng chú. Đúng rồi, gọi chú Giang đấy, chú Tiến. Đây 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 các bác, đây là một cái xúc xích vừa nãy nướng, xúc xích khổng lồ nướng. Có một cái tôi để phần ngoài kia, tí nữa bọn tôi mới ăn sau, với mấy cô, mấy bà chị em trong bản ở đây. Thế còn cái này hôm nay tôi để cho bọn trẻ con này tranh nhau gặm cả một cái này các bác nha. Xem là nó có nóng tút mồm cho nó ra không. Tiến có thích ăn nguyên cả cái này không? Chơi luôn. Này, cầm đấy. Luôn. Ôi thằng Tiến, rụng răng chứ Tiến ơi. Cao lên Tiến, cao lên. Hạn đâu, Hạn đứng ra chỗ anh Giang. Đứng ra chỗ anh Giang. Úi giời ơi, thằng bé. Mừng được ốc đất hả? Chứ một trẻ con ăn. Đu cô đi. Ngon à Hạn. Nó cắn xúc xích thì nham nhở hết rồi các bác ạ. Bọn tôi người lớn vẫn chưa được ăn đâu, cho trẻ con ăn trước đã. Các bác nhìn cái xúc xích này, bọn nó ăn nó gặm nham nham nhở nhở như con chuột thế này, này. Hay gọi là con chó con thế thôi chúng mày. Mình xin miếng các bác nha, gặm cùng cho nó nha, chỗ này nha. Ôi sao mà cắn miếng xúc xích to ngập mồm sướng thế. Mặn. Mặn nhỉ. Đây, quay lại sau, quay lại, cắn nha. Chúng mày. Ăn. Ngon à? Ngon à? Thế ngồi kia ăn đi các chú, ngồi vào giữa, ngồi ra giữa, ra giữa. Ra giữa chú Giang. Đỏ cô kì nữa nè. Ba bốn thằng trẻ con với nhau ăn một cái xúc xích cũng không hết, các bác ạ, to quá. Một cân cơ mà. Em bé này thì chị hỏi tí nữa đợi ăn với người lớn. Hả? Vẫn đây. Đấy, ba chú cháu ăn với nhau nhá. Ăn no bây giờ đến lượt người lớn, các bác nhá, bọn tôi ra kia ăn nhá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ngọt thế. Còn đây là cái còn nguyên của người lớn đấy các bác này. Tụi trẻ con kia vừa nãy là 4 đứa không ăn hết được một cái xúc xích các bạn. Đây là cái dành cho người lớn thì là chưa cắt gì cả. Bây giờ bắt đầu bỏ ra xong bắt đầu mới cắt các bác nhá. Cắt thành từng lát ăn cho nó đàng hoàng. Không gặm như bọn trẻ con được đâu, xấu hổ lắm. Anh thêm đang đi lấy lá rong. Đợi lá rong mang về đây xong mình cắt ở đây. Đấy.
rút rồi nha, rút rồi. Ui. Trời ơi. Các bác thấy xúc xích như nào? Cắt thành nha các bác nhá, cắt thành từng miếng nhỏ nhá. Ai ăn đi về đi. Ăn đi, bà con ơi. Trứng gì? Con cũng được cầm nó đây này, mẹ cho đây này, có con ở đây. Ô, dày ghê. Ớt. Đừng có cho muối nhiều. Ông ăn nằm ớt mà được. Cho một ít ớt. Ớt giấm gì? Ôi, nhìn đẹp nhỉ các bác nhỉ? À mình có cái nước giấm nước ấy mà Giang cái lọ kia đâu? Trong nước. Đây rồi chị lấy nước lấy bát ở đây thôi. Tôi có một lọ này các bác. Tí nữa ăn cùng với cái lọ tương ớt xúc xích Tây, ăn với lọ tương ớt của Tây nhá. Xem là có hợp không hết, bộ tôi không ăn mà khén hạt rổi nữa đâu. Ăn đi các bác ơi, có ít tương ớt cả này chấm. Mời đi anh em. Bà Hiền. Ăn đi. Chấm thế nào? Ba. Ra. Bà có một củ ăn đi. Bà có ra cái bà có vậy? Hôm nay lấy cái kia. Chấm này chua cay ngon. Cay á. Cay á. Nó mì cay. Bây giờ là. Có cay không? Bơ cay là cay. Bơ cay á. Bơ cay cái cay mặt mặn. Báo đang được, bây giờ cay. À cay. Muốn cái này người Tây mới ăn được. Muốn mà. Cái xúc xích tỏi này nó ăn nó không mịn như cái xúc xích nhỏ nhỏ mà chúng ta hay mua các bác ạ. Cái này ăn nó có một cái gì nó ráp ráp, bởi vì là cái thịt này người ta xay nó không được nát như hẳn cái xúc xích bé đâu. Nhưng mà ăn nó lại hơi dai dai, mặn mặn. Nó có cái vị tỏi nữa, thì tôi chấm một ít cái tương ớt này vào. Thì nó cay lắm, nhưng mà cái tương ớt này này. Cái tương ớt này thì nó rất là hợp với lại cái xúc xích các bác ạ. Ăn nó cay hẳn nhưng nó không chua chua như xúc xích kiểu mình mua ở các cái cửa hàng đâu. Ngon lắm. Hai người về hai. Ăn thế này, hai người lớn một cái này thì vừa. Nhưng mà nếu mà trẻ con thì ba thằng bốn thằng vừa nãy nó ăn không hết được một cái. Tầm 10 thằng của bạn. Cái này các bác mua về có thể là luộc được, nướng được, hoặc là mình rán cũng được. Nhưng mà bọn tôi sẵn lửa này, bọn tôi nướng. Không còn nước. Nhẽ ra bọn tôi sẽ mang ra suối nướng ấy, nhưng mà mưa quá các bác. Ngon. Ăn đi. Đứa này là được 1 tuổi à? Cháu được 16 tháng. 16 à? Còn. Có cầm được cả cái này không? Áo đi. Còn nóng không? Ngon. Ủa. Thôi, làm một tí nữa thôi. Chấm ăn đèn rồi. Thôi. Chấm cái này cho con. Chấm tí đã. Ngon lắm, hôm nay ăn cái này nó cay mà. Này, bây giờ làm miếng cuối cùng xong là nghỉ các bác nhá. Hôm nay ăn thế được rồi. Lúc mình lôi ra ông thêm. Lôi ra anh thêm vào cái này thì cái gì thôi. Ai nhìn thấy xúc xích soi này. Mời các bác nhá, miếng cuối nhá. Các bác ra siêu thị mua một cái to này về đi. Ăn với nhau vui phết đấy. Đủ luôn, một phát. Không phải chơi nhau nữa. Mút tội nướng nó hơi lâu một tí. Bà ra là hề năm. Dạ. Mấy cụ này mút cụ này mấy trăm. Không biết, không nhớ tiền thôi mà. Mua ăn thì cứ mua thôi. Thôi cảm ơn các bác nhá, còn mấy miếng nó ăn nốt đi xong thôi nghỉ. Bọn trẻ con này nó kích bụng rồi đấy, không phải nói nhiều rồi. Thế là mang được bữa suối nướng thì ngon hơn, nhưng mà ở nhà nó có cái vui là đông người. Thái cái này nướng thì ngon. Dạ. Thái cái này nướng. Nước cả to này mới ngon nhỉ.